Với ngoại hình đậm chất một tay cờ bạc chuyên nghiệp, Twisted Fate là một trong những tướng phản diện rất được ưa thích trên toàn thế giới. Là một vị tướng lâu đời trong liên minh, hắn có rất nhiều mối quan hệ cũng như những điều thú vị. Vậy hôm nay hãy cùng với xemgame.com tìm hiểu thần bài Twisted Fate, ông trùm cờ bạc của liên minh nhé. Thông tin cơ bản. Twisted Fate ra mắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2009. Anh được thiết kế bởi huyền thoại Steve Gunsufik, là một trong những nhà thiết kế lâu năm về mảng hình ảnh tướng của Riot. Bên cạnh đó thì TF còn được lồng tiếng bởi Owen Thomas, người đồng thời đảm nhận việc lồng tiếng cho Victor. Lady Luck is smiling. Only two jokers in the deck and I get dealt you. Dead in his tracks. Về thông tin cơ bản, Twisted Fate tên thật là Tobias Felix, là một cậu nhóc được sinh ra từ một trong những bộ tộc du mục vùng đồng bằng Mãng Xà. Về ngoại hình, Twisted Fate có chiều cao 1m85, nặng 74kg, thuộc dạng người cao, gầy. Hiện tại anh được tính là một vị tướng của vùng Billwater, thế nhưng nơi ở chính thức có lẽ chính là những sòng bạc trên khắp Gunterra. Điểm nhấn xuất hiện trong câu chuyện. Twisted Fate là một tay lừa đảo đã từng đặt chân lên khắp nơi trên thế giới, giành lấy sự căm ghét và cả ngưỡng mộ của những tên nhà giàu ngốc nghếch. Thuở nhỏ, anh được sinh ra trong những bộ tộc du mục vùng đồng bằng Mãng Xà và được tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người kinh doanh ở đây. Thế nhưng, chính ông và dì là những người góp phần mang Twisted Fate đến cờ bạc bằng cách dạy cho cậu điềm báo trong bộ bài cũng như cách đọc vị cảm xúc của người khác. Lâu dần, chàng trai trẻ Tobias đã gần như làm chủ sòng bài. Thế nhưng vì đã lỡ cuỗ mất cả gia tài của một tên trùm băng đảng, Twisted Fate bị truy đuổi và rồi bị ruồng bỏ bởi chính bộ tộc của mình. Và như thế, hắn dần trưởng thành trong cảnh vất vưởng, lang bạt khắp các sòng bài, sử dụng kỹ năng thiên bẩm của mình để kiếm sống. Cho đến một ngày, Twisted Fate gặp được người bạn chung chí hướng, Grace. Cả hai từ đó bắt đầu kết hợp cùng nhau, tạo thành bộ đôi khét tiếng và bắt đầu thực hiện những phi vụ táo tợn, liều lĩnh. Cho đến một ngày, một phi vụ làm ăn quá mạo hiểm đã khiến cho Grace bị bắt, trong khi Twisted Fate dù đã cố gắng giải thoát cho hắn nhưng bất thành. Twisted Fate sau đấy đã cố gắng trở lại với cách làm việc cũ nhưng dường như bị bắt nhiều hơn. Nhưng may mắn thì hắn vẫn thoát được chỉ sau một đêm. Giờ đây, sau cái chết của Gangplank, cả Billwater gần như loạn lạc với việc các thuyền trưởng đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Twisted Fate và Graves đã hòa giải mọi ân oán xưa cũ để cùng sát cánh bên nhau trong các phi vụ tiếp theo. Những điều thú vị về Twisted Fate. Twisted Fate là một trong 6 tướng đầu tiên được thiết kế từ những ngày đầu của liên minh, bên cạnh Annie, Lee Sin, Sync, Sion và Sivir. Twisted Fate có một điểm đặc biệt, chính là tổ hợp phím nhảy, Control 3, sau này được bổ sung thêm điệu nhảy con ngựa huyền thoại Gangnam Style. Không những thế, khi thực hiện những điệu cười thì bạn sẽ nghe Twisted Fate ngân nga theo giai điệu nữa đấy. Có một sự thật là hầu hết cốt truyện của Twisted Fate đã được thay đổi và nguồn gốc hiện tại của anh là một cư dân thuộc bộ lạc du mục bên sông Serpentine. Trong cốt truyện cũ, anh là người Zigan, sinh ra ở Demacia và cũng sống ở cả Noxus. Và cho dù là một tướng thuộc Billwater, TF vẫn không tài nào biết bơi như những tướng khác. Bên cạnh những điểm thú vị trong quá trình phát triển, nội tại cũng như bộ kỹ năng của Twisted Fate cũng có rất nhiều điểm thú vị mà có lẽ không phải ai cũng biết. Nội tại của TF vẫn cho bạn vàng với những unit như nấm của Timo, hộp hề Shaco. Trong quá khứ thì TF đã được làm lại một lần trước khi trở thành phiên bản như bây giờ. Ở thời điểm đấy, chiêu cuối, định mệnh được tính là chiêu E, trong khi lá bài vàng nổi tiếng đã từng một thời vô cùng bá đạo khi mang lại cho hắn khả năng làm choáng diện rộng trong trò chơi.
Cuối cùng, một mẹo nhỏ vô cùng hữu dụng với chiêu cuối, đó chính là việc bạn có thể hủy chiêu bằng cách dùng đồng hồ cát vào đúng thời điểm TF tung chiêu. Điều này sẽ khiến cho hắn hủy bỏ được việc dịch chuyển vào những thời điểm bất lợi, tránh biếu không mạ hạ gục cho đối thủ. Những mối quan hệ của Twisted Fate. Bên cạnh mối quan hệ được quá nhiều người biết đến giữa hắn và Graves, thì vị thần bài của chúng ta cũng có rất nhiều mối quan hệ không mấy tốt đẹp với một số tướng khác trong liên minh. Đầu tiên chính là việc gặp gỡ Miss Fortune trong một lần trốn chạy thất bại rồi bị bắt. Hắn được Miss Fortune thương lượng và thuê đột nhập vào kho của Gangplank, nơi hắn không ngờ sẽ gặp lại Graves và phải giải quyết ân oán của nhau. Cuộc đụng độ của đôi bạn thân ngày nào được sử dụng như một nước cờ đánh lạc hướng vua hải tặc bấy giờ là Gangplank. Trong khi đó, Miss Fortune và thủy thủ đoàn đã chuẩn bị nổ tung chiến hạm của tên cướp biển. Khoảnh khắc vua cướp biển bị thổi bay được vô số cư dân Bewater chứng kiến, đã bắt đầu một triều đại hải tặc mới ở vùng cầu cảng này. May mắn thoát khỏi vụ nổ với sự giúp đỡ của Graves, cả hai người đàn ông một lần nữa tha thứ và quay lại với nhau. Tuy vậy, sau lần đấy, Graves đã đánh mất khẩu shotgun định mệnh và giờ họ đang trên đường đến Piltover để tìm một khẩu định mệnh mới cũng như cơ hội mới cho tình bạn của cả hai. Ngoài việc có mối quan hệ lợi ích với Miss Fortune, thì TF cũng đang bị săn lùng bởi Kalista vì tội phản bội. Mặc dù Grace đã thừa nhận tất cả sự việc đều do hắn cố chấp tham gia phi vụ năm xưa mà bỏ qua lời cảnh báo của thần bài. Ngoài ra có những giả thuyết cho rằng Evelyn thực sự bị cuốn hút bởi vẻ nam tính và cách Twisted Fate tẩu thoát khỏi vòng tay của ả bằng định mệnh. Không những vậy, trong một tạp chí liên minh cũ, TF đã cho thấy mình có gu mặn đến thế nào khi có tin đồn là hắn và Evelyn từng hẹn hò với nhau. Nhưng sau đấy Evelyn là người chủ động chia tay trước. Quả là người đàn ông phong trần thì luôn có những sở thích kỳ lạ phải không các bạn? Sự thật nổi bật về những trang phục đã ra mắt. Là một tướng vô cùng đẹp trai, cộng với những điểm nhấn về mặt phong cách, Twisted Fate được Riot trau chuốt về mặt ngoại trang và hình ảnh ngay từ trang phục mặc định. Tạo hình trang phục này lấy cảm hứng từ nhân vật Gambit trong X-Men. Ngoài ra, ngoại trang này cũng được tham khảo từ Cesar Gabbiani trong Final Fantasy VI. Khung cảnh sau lưng của hình nền Twisted Fate mặc định cũng chính là Bewater. Với Twisted Fate bồi cơ, Jack of Hearts, trang phục này dựa trên lá bài cùng tên, Jack, được lấy cảm hứng từ nhân vật Red Mage trong Final Fantasy. Với Twisted Fate, ảo thuật sư, ánh nến trang phục này gây ấn tượng với việc hắn đeo trang bị sách quỷ trên thắt lưng. Trong vũ trụ trang phục cao bồi, thì Twisted Fate được trở về với tên thật của mình là Tobias Felix. Anh cũng được xuất hiện trong hình nền của Jean cao bồi và đang bị truy nã với số tiền thưởng lên tới 7 triệu đô. Với Twisted Fate, Ngự Lâm Quân, hắn cùng Fiora được lấy cảm hứng từ The Three Musketeers, ba chàng lính ngự lâm của nhà văn Alexandre Dumas. Mặc dù vậy, cái tên thứ ba trong vũ trụ này vẫn còn là một ẩn số. Với Twisted Fate, Âm Phủ, trang phục này được ra mắt vào dịp Halloween 2012 và cũng là trang phục đánh dấu cột mốc bản đồ Twisted Tree Line được làm lại. Twisted Fate trong trang phục này giống với Jericho Cross trong Dark Watch và những cánh cổng xuất hiện trong ảnh bìa giống với cánh cổng của Galio Địa Ngục. Với Twisted Fate thời niên thiếu, đây là skin đầu tiên Twisted Fate không đội chiếc mũ bí ẩn của mình. Ảnh bìa trang phục này cũng có sự góp mặt của cộng sự Graves trong những ngày đầu hợp tác. Trong trang phục mới nhất, Twisted Fate, vũ khí tối thượng, anh tiếp tục bị truy đuổi bởi một vị tướng khác là Riven, vũ khí tối thượng. Cuối cùng chính là skin hiếm nhất trong kho đồ của Twisted Fate, cũng như là một trong ba bộ trang phục hiếm nhất của Liên minh, Pax Twisted Fate. Skin này được phát thông qua dạng gift code, tặng cho game thủ tham gia hội chợ game toàn cầu Penny Arcade Expo năm 2009. Trong bộ skin này, thật
thân bài của chúng ta sở hữu một chiếc áo choàng đen bóng với những đường viền xanh ánh kim đầy hào nhoáng. Ngoài ra trong bộ kỹ năng thì thay vì chỉ có 3 màu bài đơn điệu như các skin thường khác, các lá bài của TF được chuyển thành bài Tarot cực nổi tiếng thời Trung Cổ. Toàn là những thông tin rất thú vị phải không nào? Vậy bạn muốn cái tên nào xuất hiện ở số tiếp theo? Đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé!